Mẹ đi đâu uống rượu về thì mẹ bảo mẹ kéo em đi chú nhà mẹ, nhưng mà em bảo là em không đi thì mẹ đánh em, thì mẹ đuổi đánh. Chạy có đuổi không? Có ạ. Có. Vâng, nhưng mà em chạy nhanh thì đuổi không được rồi. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên trong video thì cháu Lực xin gửi một lời chúc tốt đẹp đến tất cả cô bác anh chị và mạnh thường quân đang đồng hành cùng kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Như cái đoạn đường mà vừa rồi cháu Lực đi thì cháu Lực cũng đã ghi lại một chút cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Từ cái đoạn đường kia vào thì khi mà mưa vào thành ra là rất là trơn cô bác ạ. Hôm nay thì mấy anh em đội thợ vẫn chưa có thể mà tiếp tục lên lắp cửa được cô bác. Ở đây thì nếu mà các anh em thợ mà lên đến nhà của ba ông cháu thì làm ở trong nhà thì vẫn có thể là lắp được, nhưng mà trong quá trình mà từ dưới huyện lên đấy cô bác, mưa khá là dày đặc cho nên là mấy anh em thợ là phải tạm ngừng lại và tạm gác lại để mà đợi hôm nào mà trời tạnh tạnh một chút thì mới lên để mà hoàn thiện và lắp cái phần cửa cho cháu Lực được cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các cô bác anh chị là cùng cháu Lực đi xuống dưới nhà của ba ông cháu xem là ba ông cháu hiện tại là đang làm cái gì khi mà có cánh cửa mà về tới nơi rồi. Ở đây thì có lẽ là vừa rồi chắc vết xe của em Sử
là chắc là em mới đi đâu rồi cô bác. Anh nhìn thấy là đường là rất là trơn, có được nhìn thấy là có những chỗ này thì chắc chắn là không có thể mà ngồi lên được, chỉ có lấy đẩy thì mới lên được thôi. Có lẽ là đi đón em Hải là đi học về đấy, nhưng mà không biết là đã về tới nhà chưa. Vậy ở đây thì khi mà cháu Lực gọi chính quyền đến cô bác thì mẹ của các em thì lại không ở đây, lại đi về nhà rồi. Phải nói là có lần cháu Lực gặp ấy thì là gọi anh trưởng thôn, nhưng mà anh trưởng thôn lại đang đi họp mất, thành ra là không có ở nhà. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng đang nhờ anh trưởng thôn là đi xuống cái thôn ở dưới mà mẹ của các em ở để mà nói cho anh trưởng thôn dưới kia, xong rồi để anh trưởng thôn nhắc nhở cô bác, nhắc nhở người mẹ. Đấy, để tránh cái trường hợp mà không có nhắc nhở một chút nào thì sợ rằng là người mẹ sẽ càng ngày càng làm mà lần tới thấy là không có đưa ra cái biện pháp gì mà đe dọa ấy cô bác. Đấy, không có biết, cháu Lực cũng không có biết là trong quá trình mà cháu Lực không ở đây thì người mẹ của các em thì có lên đây để mà làm gì không. Ui, đường này thì rất là trơn được các bác này. Đấy, bây giờ thì đi xuống nhà mới đã xem là đào cháu có ở đây không. Cháu Lực nhìn thấy từ xa xa là có em Hải đang ở trên này không ạ. Không biết là hôm nay em Hải hình như là đi học về. Xe của Sử thì không thấy ở đâu rồi. Vậy anh chào Hải nhá. Em chào anh ạ. Rồi. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Vậy Hải thì đi học về lâu chưa? Em vừa đi học. Vừa đi học về. Thế là anh, thế không thấy xe Sử, mà không phải anh Sử đi đón em à? Không phải đâu. Thế chắc là Sử là đi đâu làm công việc gì rồi. Thế đã đến nhà cú chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Xong mới lên đây à? Thế em lên đây thì để làm gì? Em lên trên này trông cửa. Lên trên này trông cửa à? Vâng. Ở đây thì cũng các bác cũng có nói với cháu Lực rằng là cửa ấy các bác không có song sắt ấy, thì bây giờ cho cháu Lực xin được nói thêm một chút nữa các bác nhé. Còn là cái song sắt này các bác này thì là sẽ nằm ở đây, và cái song sắt thì nào Hải ơi, bây giờ em thử bê cái song sắt lên trên cửa sổ trên này cho anh. Đây. Đây. Bê một cái thôi, bê một cái thôi. Rồi lấy một cái thôi. Đấy, ở đây thì cái song sắt mà các bác cháu Lực Ngọc thấy bình luận ở trên kênh nói rằng là cửa sổ gì mà không có song sắt các bác, thì ở đây là cái song sắt. Ở đây thì các anh em thợ cũng đã lên đo kích thước mọi cái rồi. Đấy, máy nữa chỉ cần việc là lên mà khoan dầu ở đây, xong là cắm mà hàn vào thôi, thì là cũng xong cái phần song sắt, cái song sắt của cửa sổ đó các bác. Ở đây thì khi mà các anh làm xong thì các anh cũng sơn mọi cái hồng trà rất là mịn mà. Đấy, rồi bây giờ em lấy cất xuống đi. Đấy, có lẽ là hôm nọ mà khi mà cháu Lực vận chuyển từ bên kia sang các bác, thì có một số cô bác thì cũng có theo dõi ký, cho nên là không có biết rằng là cái song sắt là nó sẽ nằm ở đâu. Đấy, còn cháu Lực nhìn thấy là có một số các bác nói là cái phần kính rất là nhiều các bác. Đấy, ở đây thì nó đã đi vào một nửa rồi các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ tạo thành là một cái vân gỗ này các bác này. Đấy, ở đây là cái nhôm giả gỗ các bác nhé, bằng nhôm hết các bác nhé, chứ không phải là bằng gỗ hay là bằng chất liệu gì cả. Đấy, ở đây thì cái bọc ở trên này thì còn chưa có thể là bóc ra được. Đấy, cửa thì cũng có khá là nhiều cánh cửa các bác ạ. Đấy, ở đây thì có cánh cửa bên phần chỗ này thì cháu Lực không có lắp vào thôi các bác nhé, còn mọi cái thì lắp vào hết cả. Ở đây thì có hai cái buồng hộp là hai cửa sổ, là hai cái cửa phụ ở đây. Còn ra bên này thì có thêm là một cái cửa nhà vệ sinh nữa. Đấy, cộng thêm ở phần bên cửa bên kia thôi các bác nhé. Đấy, Hải thì vừa rồi là em mới bảo là lên đây để mà trong trong cửa đấy các bác. Cửa thì chắc chắn là sẽ để mà mất thì chắc chắn là sẽ không có mất được đâu. Đang rửa chân à Hải? Ồ, cái nguồn nước này thì sắp cạn kiệt rồi nhỉ. Ở trên này thì có một nguồn nước là cạn là gần hết rồi các bác. Cạn là hết rồi, còn là muối ở nguồn như này thôi. Đằng sau thì có được nhìn thấy là vẫn còn giò ra một chút. Thế lên đây thì đã lên lâu chưa? Lên lâu rồi. Thế là mày, thế là vừa rồi là đi bộ về à? Vâng. Đi bộ về thì đi cùng ai? Đi một mình vậy. Hôm nay đi một mình à? Vâng. Thế hôm nay các bạn không nghỉ không à?
các bạn thì có hai tiết thì lớp em có một tiết thôi. À, thế là lớp em nghỉ sớm hơn đúng không? Vâng. Thế tầm trưa trưa đi học thì ăn cái gì nếu mà không có anh ở dưới nhà ấy? Ăn bún ạ. Ăn bún à? Vâng. Thế là buổi trưa nghỉ ăn bún à? Vâng ạ. Đây, ở đây thì cháu Lực cũng là khi mà nếu mà cháu Lực ở dưới kia thì em Hải là đi cùng ăn cơm trưa, còn nếu mà không cháu Lực không ở ấy, cháu Lực đi làm ấy thì em Hải là một mình là đi ăn bún hay là ăn phở, xong rồi chiều lại tiếp tục là đi học tiếp cô bác ạ. Vậy ở đây thì khi mà các bác gửi tiền cho ba ông cháu ấy thì cũng có dặn cháu Lực là gửi cho em Hải một chút để em Hải đi học thì có tiền mà ăn buổi trưa luôn cô bác. Buổi trưa thì quá trình mà đi đi học của cô bác thì buổi trưa là em Hải là ăn ở dưới xá kia luôn đúng không? Vâng. Thế là Hải là không được ăn cơm ở trong trong ký túc à? Trong trường à? Không đợi. Ờ, thế là một mình tự ăn à? Vâng. Thế hôm nọ anh gửi tiền cho em 100.000 đấy thì tiêu hết chưa? Chưa rồi. Chưa à? Vâng. Thế là mỗi lần mà buổi trưa thì ăn hết tầm bao nhiêu tiền? Ăn hết 10.000 thôi ạ. Hết 10.000 à? Vâng. Là một buổi trưa à? Vâng. Thế là một bát bún à? Vâng. Đấy. Và ở đây thì hôm nọ là bà Vương Kim Thanh có bác có gửi tiền cho cháu Lực và cho cháu Lực mua. Gửi tiền cho cháu Lực đợt đầu là gửi là 2.400.000 và cộng thêm là 1.500.000, tổng là 3.900.000. Và trong đó thì là cho cháu Lực mua một cái đồng hồ là 1 triệu đồng và mua một bức tranh cộng thêm không, làm cả không hết mọi cái thì hết là 1.970.000. Và trong đó thì cho cháu Lực làm cái kinh phí đổ xăng đi lại là 430.000, cho bạn cameraman của cháu Lực là 200.000 và cho ba ông cháu mỗi người là 100.000, tổng là 300.000 các bác. Đấy thì cháu Lực cũng đã gửi cho ba ông cháu rồi, em Hải thì cháu Lực cũng đã gửi cho rồi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng lên và hôm đấy thì hình như là không, cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi các bác và cháu Lực cũng đã nói lên rồi. Và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là nói thêm một lần nữa. Còn như cái bức tranh với lại đồng hồ thì để mà trang trí cái phần nội thất cho gia đình của ba ông cháu của bác. Hiện tại thì cháu Lực vẫn chưa thể mà để lên trên nhà mới được. Tại vì là cháu Lực sợ là sẽ có kẻ gian kẻ xấu ở trên bản này thì có thể là bà con rất là hiền đấy, nhưng mà một khi mà thấy gia đình nào mà có gọi là một chút tài sản cũng như là của cải rồi thì có thể như là nảy sinh cái phần cái lòng xấu, lòng tham của mình đi và ra lấy mất đi của bao cháu thì lại phụ tấm lòng của các bác gửi tới cho bao cháu. Đấy thì qua đây thì cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh, cảm ơn bà rất là nhiều. Và cháu Lực cũng nói lên khá là nhiều lần rồi, cháu Lực cũng rất là biết ơn bà Vương Kim Thanh từ lúc mà cháu Lực vừa mới lập kênh. Đấy, vừa mới lập kênh thôi các bác nhá. Thì cũng có duyên với lại bà. Bà có theo dõi được cái thước phim mà cháu Lực đăng tải lên. Cháu Lực nhớ không lầm là cái thước phim mà đầu tiên cháu Lực lên thì bắt gặp là em Hải là đang ăn cơm chan với lại nước lá. Đấy, đúng cái thước phim đó thì là bà cũng theo dõi được. Và bà cũng gửi cho cháu Lực là cái số tiền là 7 triệu đồng để mà mua thực phẩm cũng như là mua cái tách để mà dự trữ nước cho ba ông cháu. Đấy thì hai khoản đấy thì cháu Lực cũng đã hoàn thiện xong và trao cho ba ông cháu hết rồi. Đấy, đến thời điểm hiện tại như ba ông cháu được có căn nhà mới này thì cũng có công sức và tấm lòng vàng của bà Vương Kim Thanh là gửi tới cho ba ông cháu của bác ạ. Đấy, còn như em Hải với lại em Sử thì khi mà nhận được những món quà nào thì cũng đều biết là gửi một lời cảm ơn tới tất cả các bác. Ở đây thì có thể như là em Hải là em ấy đi học, thành ra là em ấy nói tiếng phổ thông thì là lưu loát hơn. Còn em Sử thì em ấy biết nói ít hơn của bác. Thế bây giờ Hải thì có còn nhớ đến bà Vương Kim Thanh không? Có ạ. Có à? Vâng. Bà gửi cho mình rất là nhiều phần quà đúng không? Vâng. Thế em có gọi là biết ơn tới bà không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế thì em bây giờ em gửi một lời cảm ơn thật là
là ý nghĩa tới cho bà nhá. Và ở đây thì bà chỉ là theo dõi những cái thước phim mà anh nói chuyện với em để anh đăng tải lên thôi. Đấy, cũng không biết là bà có các em có cơ duyên để mà gặp bà không, tại vì bà thì ở rất là xa, bà thì ở tận bên nước ngoài, ở bên nước ở Mỹ cơ. Đấy, cách mình ngầu như là một nửa vòng trái đất luôn rồi. Đấy, con xin cảm ơn bà Vương Kinh Thanh đã gửi tiền để cho con đi học. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Và con rất mong khi đến Tết, mong bà sang bên con để chơi ạ. Đây là gọi là mời bà để ra ăn Tết đúng không? Vâng. Rồi, đây, bà thì năm nay cũng khá là lớn tuổi rồi. Đấy. Hôm nay thì thế thời gian vừa rồi đi học thì có cái gì nổi trội hơn không, được các bác giúp đỡ nhiều ấy, có điểm cao hơn không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế năm nay thì được giấy khen học sinh giỏi thêm không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế kỳ 1 thì đã như thế nào? À, kỳ 1 thì chưa thi đúng không? Kỳ 1 thì chưa thi đâu ạ. Kỳ 1 thì chưa thi à? Vâng. Thế là nắm chắc cái phần tự tin mình làm bài đúng không? Vâng. Rồi. Thế thì đấy, như mỗi lần mà anh Sử không đi đón được ấy, thì tự về trong quãng đường mà mình về thì có gặp cái chuyện gì không? Có ạ. Có á? Vâng. Thế là gặp chuyện gì? Em lúc nãy em đi học về đến quãng đường kia thì thấy mẹ ra kia chờ em, không biết mẹ đi đâu uống rượu về, thì mẹ bảo mẹ kéo em đi chú nhà mẹ, nhưng mà em bảo là em không đi thì mẹ đánh em, thì mẹ đuổi đánh em ạ. À. Mẹ đuổi đánh em? Vâng. Lâu chưa? Lúc nãy thôi ạ. Lúc nãy thôi á? Vâng. Thế lúc nãy là một mình, lúc mà em tự về đấy á? Vâng. Thế thì bắt gặp người mẹ, mẹ là ở đoạn nào? Ừ, chỗ điểm trường dưới kia thôi ạ. Chỗ điểm trường dưới kia à? Vâng. Cái điểm trường mà anh để vật liệu đúng không? Vâng. Thế là ở điểm trường kia là bắt gặp mẹ đấy. Vâng ạ. Thế nhưng hôm nay thì có biết mà mẹ đi đâu về không? Không biết rồi, nhưng mà em thấy mẹ thì mẹ hơi say rượu ạ. Mẹ say rượu kìa? Vâng. Ôi giời. Ở đây thì cháu Đức cũng đã nói và báo cáo lên chính quyền rồi các bác. Đấy, nhưng mà khi mà cháu Đức bắt gặp người mẹ của các em thì các bác cũng đã nhìn và cảm nhận được mẹ các em thì kiểu như là rất là ngang của bác ạ. Đấy, không có đi học, cái thành ra là cái tính rất là ngang. Thế thì mẹ có đánh được cái nào không? Không đâu ạ. Không em, à? Mẹ khi mà mẹ lấy cây thì em chạy rồi ạ. Mẹ lấy cây là em chạy rồi? Vâng. Thế chạy có đuổi không? Có ạ. Có á? Vâng, nhưng mà em chạy nhanh thì đuổi không được đâu ạ. Cháu Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đuổi không được à? Vâng. Thế thì trong cái thời gian đấy thì mẹ có nói cái gì không? Mẹ bảo là bảo em đi cùng ở với mẹ, nhưng mà em bảo là em không đi thì mẹ đánh em thì em chạy rồi. Đánh đi chạy à? Vâng. Thế lúc đấy thì có khóc không? Có ạ. Không á? Vâng. Thảo nào là hôm nay cháu được nhìn thấy vào đôi mắt của Hải cô bác có một chút gọi là sợ sệt, một chút gọi là sưng sưng mắt lên một chút rồi. Thế thì em đã bảo với ông chưa?
Bảo rồi ạ. Bảo rồi ạ. Vâng. Thì ông thì có bảo gì không? Ông thì có bảo như nào? Ông bảo là khi nào ông gặp mẹ thì ông nói với mẹ đừng có làm như thế nữa. Bảo là đừng có kéo bố em đi với cùng ở với mẹ nữa. À, ở đây thì cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần rồi các bác. Nhưng lúc mà mẹ của các em không say rượu thì nói ừ bằng tiếng Mông, bằng tiếng Nùng. Đấy, nhưng mà sau đó thì khi mà một chút uống rượu vào thì lợi dụng rượu để mà như kiểu là làm càn đấy các bác, như kiểu là nông nổi đấy. Đấy, rất là thế thì vừa rồi thì em ở dưới nhà thì ông bảo là lên đây trong cửa hay là em tự lên? Em tự lên thôi ạ. Em tự lên à? Vâng. Thế thì vừa rồi về nhà thì có gặp anh Sử chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Thế thì anh Sử lại lấy xe đi đâu thì có biết không? Anh Sử không nói đâu ạ. Anh Sử lấy xe đi là anh Sử không nói à? Vâng. Thế thì ông đang ở dưới nhà không? Thế thì bây giờ thì anh cùng với Hải là đi xuống nhà một chút. Cái cửa này thì yên tâm là chắc chắn là sẽ không có ai dám trộm đâu, chỉ là sợ người ta về phá thôi. Đấy. Rồi hôm nay cháu Lực lên đấy các bác, thì lại nghe được câu chuyện mà em Hải nói đi học về bắt gặp người mẹ, là người mẹ có cái hành động mà lôi kéo đi. Thế là em Hải em ấy không có đồng ý, xong gọi là kéo Hải đi. Hải không đi thì lại đuổi đánh Hải. Ở đây thì có lẽ là em Hải em ấy nhỏ tuổi hơn thì người mẹ luôn luôn mà tìm cách mà dụ dỗ em Hải. Bây giờ thì hiện tại là vẫn còn sương mù quá là nhiều các bác. Đây đây thì hiện tại là đang tầm độ là 2 giờ chiều thôi các bác. 2 giờ chiều mà nhìn như trong như kiểu là tầm 6 giờ tối rồi. Hải có thấy lạnh không? Có ạ. Có à? Lại nhìn là đi xuống cái kia thì hầu như là không nhìn thấy căn nhà của ba con cháu luôn, phủ một lớp màu trắng của sương mù. Đây thì cháu Lực cũng gắn bó được với lại hoàn cảnh của ba ông cháu thì cũng ngót nghét là gần được 4 đến 5 tháng rồi các bác, cho nên là các em cũng rất là hiểu tính của cháu Lực, và có những cái chuyện gì thì các em đều là nói cho cháu Lực được hết cả. Ôi, khóa cửa rồi, ông ấy đi đâu rồi? Không biết rồi à? Thế là mở cửa đi. Đấy, hôm qua thì cháu Lực thức phim trước thì cô bác cũng đã nhìn thấy rằng là cháu Lực cũng đã làm cái ổ khóa cho ba ông cháu để mà tránh trường hợp người mẹ lại tự tiện vào để mà cũng như là làm càn cô bác. Đi uống rượu về tự dưng này làm càn xong là vào nhà ba ông cháu để mà trộm thóc. Vào trong nhà thì có vẻ như khá là tối. Nhớ là đi đâu là phải đóng cửa vào nhá. Vâng. Ở trong nhà thì các em cũng dọn dẹp nhà cửa của bác này rất là gọn gàng của bác. Ở trong nhà thì có vẻ như là nhà hơi trộn chút, cho nên là vẫn còn để ví dụ như bao thóc, bao gạo. Ở đây là cám lợn này. Đấy. Ông thì không biết là đi đâu rồi nhỉ? Vâng. Thế là một mình em lên trên rồi à? Vâng. Ông liệu ông có đi chăn trâu không? Chắc là ông đi chăn trâu. Đi xem là ông trâu ở dưới đấy không? Vâng. Vâng, trâu ở dưới đây thôi, chắc là ông đi lấy cỏ rồi. Vâng. Anh thấy nhìn thấy là kia mở đấy, anh xem là ông có ở đấy không? Vâng. Thời tiết là lạnh quá cho nên là ba ông cháu cũng không có đi chăn được trâu. Trâu này thì là cho ăn rơm quá.
để một tí nữa là cho đi đun nước và cho uống nước. Giờ kia thì sương mù khá là nhiều cho nên là không biết là ông đi đâu rồi. Ông thì chắc là đi tận đâu rồi nhỉ? Ôi, chuẩn bị đi đâu ấy? Chuẩn bị đi nhà rau ạ. Đi nhà rau à? Vâng. Ồ, đi nhà rau thế là để chiều à? Vâng. Nào, cái cửa đây phải kéo kéo một chút, kéo cẩn thận kẹp tay nhá. Từ từ. Ôi, cái cửa này thì phải kéo rất là cẩn thận đấy các bác, chứ không là kẹp tay. Phải kéo cẩn thận vào. Đóng hơi khó nhỉ? Vâng. Nào, để anh xem nào. Đấy, rồi, đấy được rồi. Nhớ cánh cửa này lên một chút thì nó mới bằng nhau được. Cánh bên này đây. Rồi, đẩy vào. Khóa được rồi. Cái cửa này thì nó cũng ọt ẹp quá rồi các bác ạ. Có cánh cửa thì nó làm thì vẫn bằng nhau thôi, nhưng mà đến lúc mà nó bị lâu quá thành ra là nó bị ọt ẹp, thành ra là biên nghiêng, biên không nghiêng. Đấy, bây giờ thì đi ra đi vào là phải đóng cửa, thì, cầm theo chìa khóa theo nhé. Hải thì có vẻ là những cái ổ khóa như này thì chưa tiếp xúc bao giờ các bác, thành ra là vẫn còn rất là lúng túng khi mà mở cửa đẩy xuống. Cái từ vặn cái này. Không. Đấy. Đấy, giờ mới được chứ. Nhà lấy cái chậu này đi à? Đây là để gì ấy? Vấn đề rau à? Ở đây thì cháu được nhìn thấy là nhà của ba ông cháu đây, cô bác này không có chuối rừng cô bác, nhưng mà không có quả. Ở đây thì cháu được cũng tìm hiểu rằng là chuối rừng nên nếu mà nó ra quả ấy, thành ra là mình đi chặt về mình phơi khô lên thì nó cũng là một cái vị bài thuốc ấy. À, bây giờ chiều tối nay về thì đến giờ là Hải nấu cơm đợi ông với lại anh Sử à? Vâng. Em Hải thì phải nói là khi mà lớn lên thì em ấy cũng rất là ngoan ngoãn và chịu khó. Phải nói là người mẹ của các em ấy cô bác thì rất là trong kiểu như là cái không có biết mà nhục là gì. Đấy, một khi đã bỏ các em đi rồi mà bây giờ thấy là hoàn gia đình của bao xấu được các bác mạnh thường quân giúp đỡ có một chút, thí dụ như có ngôi nhà này, có tất cả mọi cái, thành ra lại đem lòng mà đố kỵ. Đấy. Muốn là ôi con gì đấy, con sâu ấy chứ, nơi con sâu đúng không? Đem lòng mà đố kỵ, ghen tức, lại muốn quay trở lại để mà nhận lại con. Đấy. Ở đây thì khi mà các bác theo dõi được cả những cái thức phim và những cái lúc mà cháu Lực đăng tải lên thì các bác cũng rất là bức xúc khi thấy người mẹ của các em làm cái điều như vậy. Mùa rau cải chỗ này thì cũng khá là tốt đấy nhỉ, hài nhỉ.
Bây giờ thì nếu mà các bác ở bên Việt Nam thì cũng đã chuẩn bị là Tết rồi đấy cô bác nhỉ. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là ba cháu là cũng có một búi lá dong này. Lá này là lá để mà gói bánh chưng cô bác. Thế ông vừa rồi thì ông đi thì có bảo Hải đi đâu không? Không ạ. Không à? Vâng. Có khi là ông đi xuống dưới kia là bảo mẹ đấy nhỉ? Ông có biết nhà mẹ không? Có ạ. Có à? Vâng. Ồ. Thế là chắc có khi là ông đi đấy. Vâng. Thế là về kể với ông à? Vâng. Chắc là ông nghe được cái tin mà khi mà Hải về nhà Hải á. À, khóc nước mắt rơi xuống xong là kể với ông thì ông nghe được và ông cũng rất là kiểu là không thích ấy cô bác, thành ra là cũng đi xuống đến nhà. Nếu mà từ đây đi xuống nhà của mẹ em là mất tầm bao nhiêu tiếng? Hơn một tiếng à? Vâng. Là đi bộ là hơn một tiếng à? Vâng. Thế nếu mà đi thì đi vào đường nào? Đi vào đường trên kia là đi đường nào? Đi đường dưới kìa. Đi đường dưới này đi à? Ừ. À, nếu mà như ông đi là đến tối thì ông mới về đấy. Vâng. Bây giờ ấy. Em đã gặp người chồng của mẹ bờ chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Thế trước kia đi Hải là trước kia đi có đi đi một lần đúng không? Vâng. Thế đợt đấy là mẹ hứa như nào thì mẹ nói như nào thì em mới đi cùng ấy đợt đấy. Mẹ ông thương hơi cũ. Thế đợt đấy em đi thì mẹ em nói cái gì thì em mới đi. Mẹ cho bánh, mẹ bảo là ngày mai mẹ mới đưa em về thì em mới đi ạ. Thì được đấy thì em với hướng dẫn mẹ em xử lý em như thế thì em cho anh. Xử lý là gì? Không hiểu. Bị đánh. À là không biết là trước kia là mẹ đối xử với mình như thế nào đúng không? Vâng. Thế là em mới đi đúng không? Vâng. Thế là bây giờ là biết hết chưa? Biết hết rồi ạ. Biết hết à? Vâng. Biết là mẹ bỏ đi, biết là mẹ khi mình đang còn còn nhỏ thì mẹ đã bỏ đi à? Vâng. Vậy ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là chuồng lợn của nhà ba ông cháu của bác. Có lẽ là làm từ rất là lâu rồi các bác ạ. Cháu được nghĩ rằng là từ thời của bố của Sử Con thì đã làm rồi đấy. Đủ chưa? Như này là đủ chưa? Đủ rồi. Đúng rồi à? Đúng rồi. Thế bây giờ là mang đi về rửa luôn hay là tối tí nữa mới rửa? Đi rửa luôn à? Thì bây giờ lại đóng cửa đi. Hôm nọ thì các anh thợ cũng có làm mà lán ở trên kia các bác, cũng có làm một cái sạp như này thì khi mà cháu được gỡ đi thì các bác cũng nói rằng là gỡ đi thì nó rất là tiếc và rất là uổng đấy, nhưng mà trong đó thì các bác không có biết rằng là những cái cột của các anh thợ làm thì nó làm hoàn toàn bằng cây tre như này, cây tre nó còn cây non nữa, thành ra là nó bị mọt rất là nhanh, thành ra là bắt buộc là phải gỡ đi. Về sau nếu mà bao cháu muốn làm ấy thì phải làm cái cột gỗ
mà to như này thì nó mới chắc chắn được, thì mình ở trên thì mình mới dám đi vào mà phơi được cô bác ạ. Mỗi lần phơi là phơi 2-3 bao thóc, cho nên là mình phải làm sao mà cho nó chắc chắn và kiên cố để đảm bảo và cho mình. Hải thì trước kia các bác mẹ cũng dụ dỗ em Hải đi ở một lần đấy, nhưng mà trong đó thì đợt đấy thì Hải cũng chưa biết rằng là mẹ của mình tại sao lại rời bỏ mình đi vì cái lý do gì. Đợt đấy thì Hải chưa có biết đấy, thì sau khi mà Hải về thì ông với lại anh ông thì nói cho Hải rất là nhiều, chú của Hải cũng có nói, thành ra là Hải cũng có biết là tất cả những sự việc mà trước kia mình còn nhỏ mẹ đã bỏ đi. Làm sao mà mẹ bỏ đi các bác, ở đây thì mẹ bỏ đi là cũng gọi là muốn tìm lại cái hạnh phúc mới cho mình đấy. Nhưng mà mẹ cũng gọi là vội vàng quá các bác, vội vàng quá, thành ra là khi mà mẹ của các em bỏ đi thì mẹ các em lại không có nghĩ được rằng là cái hậu quả mình đi lấy được người chồng mới và người thứ hai thì có cuộc sống của mình có thực sự là ổn không. Nhưng mà mẹ của các em đi lấy thì cũng nói chung là có bao giờ cũng có biết một chút rằng là đi lấy phải người chồng mà cũng ngày cũng uống rượu mà nhậu nhẹt về mà chửi bới. Cái rau này thì buổi tối thì nếu để xào hay là để nấu canh? Chắc là để xào hả? Để xào à? Vâng. Thế vừa rồi ông đi thì không nói với Hải là đi đâu à? Không nói đâu ạ. Ở đây thì cháu Đức đang nghi rằng là ông là đi xuống dưới nhà của mẹ các em đấy cô bác ạ, để mà bảo em chỉ sợ là một thân một mình ông đi xuống dưới thì có thể như là nói cái gì nó không có đúng đắn cho lắm, không gọi là người mẹ không thích cô bác không phải là đúng đắn, nói những câu mà người mẹ không thích thành ra là có thể là người mẹ sẽ trở mặt và nói lại luôn. Có thể là trong người mình vẫn còn đang một chút là ma men, cho nên là có thể là làm những cái điều mà nó lớn hơn chẳng hạn. Rau cải nhà 36 thì rất là xanh, rất tự đeo ấy, không rửa nữa à? Lên trên nhà mới xem có thấy ông chưa. Lên trên nhà mới á? Lên trên nhà chú xem trước đi. Xem là chú xem là ông có ở trên nhà chú không để mà mình còn biết. Này vừa rồi là đóng cửa đúng không? Đóng rồi. Thế là Hải đang lo lắng cho ông là sợ ông đi nhà mẹ à? Vâng. Vậy nếu mà lên trên nhà chú mà không ở thì có lực sẽ cùng em Hải lên trên nhà hàng xóm trên kia để mà xem là ông có trên đấy không. Sợ rằng là ông không ở mà ông đi xuống nhà mẹ thôi thì Hải thì cũng biết đường, thành ra có thể là hai anh em là sẽ đi xuống dưới để mà xem luôn. Và đồng thời thì nếu mà cháu Đức đi thì cháu Đức sẽ gọi anh trưởng thôn là anh đi cùng luôn, nếu mà không có anh trưởng thôn thì cháu Đức sẽ gọi chú của nhà các em mà đi. Nên tại vì ở đây thì cháu Đức cũng là người mà gọi là có duyên với các em, thì thành ra là cháu Đức đi cùng các em để mà nói thêm những cái điều cho người mẹ làm sao mà hiểu nhất. Nhưng mà đi thì mình vẫn phải kèm theo là một anh trưởng thôn hay là chú của sử, thì những lời nói thì nó mới có thêm trọng lượng được các bác ạ.
tại nhà chú Quang Sử thì hiện tại là cũng vừa mới làm xong một cái ngôi nhà mới, là ngôi nhà để ở. Ngôi nhà bên này thì là ngôi nhà mà được bên chính quyền người ta tài trợ cho. Bảy, nó chưa à? Ôi, bảy. Nằm á, nằm á, nằm á, ăn cơm cái gì ấy hả? Đây xem nào, ăn cơm, cơm không nữa à? Hả? À? Bảy ăn cơm không nữa à? Đúng. 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 Ồ, đang ăn có vang ở mồm ấy. À, nuốt chưa? Nuốt chưa? Nào. Bây giờ chào các ông các bà đi. Ông cháu, ông ăn bà. Rồi. Nào bảy nuốt đi, nuốt cơm đó. Đợi bảy nuốt cơm đó. Ở đây thì là nào, cho chú mượn xem nào. Đây. Ăn nào nguyên là cơm không được các bác nhá. Bữa phát mà nhá mà. Bữa phát mà. Bữa phát cả rồi mà. Ờ. Ừ. Đấy, cô thì bảo là các cháu là đói quá rồi, thành ra là ăn cơm mà không, chứ mọi hôm thì có cơm với lại rau. Dê sử chú này á. Chú á, ông của Sử thì không có ở đây các bác. Nào, bảy, xong chưa? Con chào con các bác. Rồi. Rất là ngoan các bác, ở trên người của Bảy thì mặc là những cái bộ mà quần áo truyền thống dân tộc của đồng bào người Mông của các bác này. Rồi thế thì bye bye, chú đi về nhé, bye bye. Rồi. Ờ, làm thái hải bác. Bye bye Bảy, bye bye, bye Bông nhé, bye bye. Vừa rồi Hải hỏi thím thì biết là ông đi đâu không? Bảo là không biết ạ. Con bảo là không biết à? Vâng ạ. Thì bây giờ mình lên trên chỗ khu hàng xóm trên này xem nào. Vâng. Xem là ông có đang ở trên đấy không? Vâng. Nếu mà ông không có trên đấy thì mình lại phải đi xuống dưới nhà của người mẹ. Nhá. Vâng. Nhưng mà đi thì em đi cùng với anh thôi. Vâng. Đấy, để một tí nữa anh sẽ gọi anh trưởng thôn, và nếu không có anh trưởng thôn thì sẽ gọi một chú đi cùng. Ừ. Chú có Sử thì đang chăn trâu ở dưới kia. Đấy, bây giờ thì đang Hải đang lo lắng một cái điều mà rất là lớn, sợ rằng là ông là một mình đi xuống dưới nhà của người mẹ, sợ là đi xuống đấy thì ông thì một thân một mình, sợ rằng là mẹ của các em sẽ làm những cái điều mà nó quá là sai với pháp luật ấy, không? Có thể là sợ rằng là động tay động chân với ông chẳng hạn. Đấy, người mẹ của các em thì gọi là chuyện gì cũng có thể là làm được cô bác, do là không có được ăn học cho nên là không có hiểu về cái vấn đề mà như thế nào. Đấy, và cộng thêm là cái vụ việc mà hôm nọ khi mà ông, khi mà mẹ các em đi xuống để xin thóc ấy, cháu được không có cho các bác. Đấy, cháu được bắt gặp là cháu được giật lại luôn. Nhà mới thì hình như là ông chưa ở đúng không? Vâng. Ừ. Xem ông có trong nhà không? Không ở đâu. Xem có trong phòng gì không? Xem có ở không? Không ở đâu à? Ồ, thế thì bây giờ cháu được sẽ đi trên nhà hàng xóm bên kia cùng với em Hải đi xem là có ở không cô bác. À, nếu mà không có ở, bây giờ thì anh đi lên trên xem nhé. Vâng. Còn là em thì xuống để bảo với chú nhé. Vâng. Chú bảo là lên đây là anh được bảo nhé. Vâng. Đấy, còn là cái thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, cháu được cùng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác.
Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành cùng kênh Bản Em. Thế còn bây giờ thì vẫn được cùng xin kết thúc với phim ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, anh chị. Chào, hẹn chào, tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Gọi đi bảo với chú là lên đây anh Bảo nhá. Bảo là có việc nhá. Bây giờ thì cháu Đức sẽ di chuyển lên trên là xem là có ông ở trên đấy không.